Ý nghĩa của đời người là tu pháp môn Quán Âm. Tu pháp môn Quán Âm cũng không thể nói là pháp môn, chỉ là khi một vị minh sư có lực lượng giúp chúng ta khai mở nhĩ căn, lúc đó chúng ta mới thể nghiệm được diệu âm, quán thế âm, thắng bị thế gian âm. Tu pháp môn Quán Âm có 5 đẳng cấp, mỗi đẳng cấp có âm thanh khác nhau, đại biểu cho trình độ khai ngộ của chúng ta. Lúc nào thành A-la-hán, lúc nào thành Phật, tất cả đều có giảng giải rất rõ ràng như là những cuộc thí nghiệm khoa học vậy. Không có gì không thể đo lường được. Cho nên, khi Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp, có người thành Tư Đà Hàm, A-la-hán, Bồ-Tát. Đó là vì có cách thức đo lường rất rõ ràng. Đây là nói theo cách dùng ngôn ngữ giảng giải. Không có nghĩa là khi chúng ta đã đạt được quả vị là ngày đêm niệm ta là A-la-hán, ta biết rất rõ ta là A-la-hán, ta nhất định là A-la-hán, ta tức là A-la-hán. Không phải là những khái niệm như thế, biết nhưng không biết, hiểu không? Thành A-la-hán nhưng không có địa vị để thành, chỉ biết mà thôi, vì không có cách thức đo lường. Ở Ấn Độ, có một người khác cũng tu pháp môn Quán Âm. Khi gặp sư tổ của tôi, vị này yêu cầu ngài truyền hết pháp môn cho, đừng để sót lại bất cứ một đẳng cấp nào. Có nghĩa là dạy hết mọi đẳng cấp, đừng để sót lại thế giới nào. Vì trong vũ trụ có rất nhiều thế giới, và tu hành lại có rất nhiều đẳng cấp, cho nên vị này yêu cầu sư tổ dạy hết tất cả mọi đẳng cấp, đừng chừa lại một nửa hoặc một tí xíu nào. Sư tổ của tôi rất ngạc nhiên, hỏi cớ sao lại phải ra điều kiện đặc biệt như vậy. Vì sư tổ của tôi lúc nào cũng truyền hết toàn bộ, không chừa lại gì. Người đó kể rằng bản thân đã chuyển kiếp đến 3 lần rồi, mà vẫn chưa hoàn toàn đạt được đẳng cấp cao nhất của pháp môn Quán Âm, cho nên lần này đến cầu xin sư tổ. Đời sống thời nay rất thoải mái, về phương diện vật chất rất đầy đủ, nhưng về phương diện đạo đức tinh thần hình như không có tiến bộ, vẫn nằm lì tại chỗ như thời xưa, có phải vậy không? Tôi nghĩ rằng có những phương diện còn tệ hơn thời xưa. Xã hội ngày xưa không có những tệ đoan thuần phong mỹ tục như ngày nay, phải vậy không? Cho nên, tu hành rất bất tiện. Một người ăn chay thì bị nhiều người công kích. Một người không uống rượu thì người ta cho là quái lạ. Ngày xưa không đến nỗi ghê gớm như thế. Còn ngày nay thì đâu đâu cũng bị những tình trạng đó ô nhiễm. Vì hoàn cảnh của thời mạt Pháp là như vậy, cho nên Phật Bồ Tát khoan hồng, độ lượng hơn, không khảo chúng ta nhiều lắm. 99% là giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm 1% thôi là có thể đi Tây phương cực lạc. Khi giảng sanh, có thể trở về thiên quốc. Nếu để mất cơ hội này, phải trải qua triệu ức năm sau mới có thể trở lại làm người và gặp được minh sư. Người học với Phật hiểu biết rằng gia đình, cha mẹ, con cái đều do nghiệp chướng liên hệ với nhau, có phải vậy không? Bởi thế, con cái đối với cha mẹ tốt là vì kiếp trước chúng ta đối xử với người đó tốt. Còn con cái đối với cha mẹ rất tệ bạc thì theo quan điểm của Phật giáo, rất có thể kiếp trước chúng ta đối xử với người đó không tốt. Vì vậy, chúng ta cũng không thể trông cậy bất cứ điều gì trên thế giới này. Dù vợ hoặc chồng đối xử tốt cách mấy đi nữa, chẳng bao lâu họ cũng phải ra đi, hiểu không? Chúng ta cũng không biết họ sẽ chết lúc nào, để lại mình lẻ loi, rồi sẽ phải nương nhờ vào ai. Nếu chúng ta không nương vào lực lượng vạn năng, không nương vào lòng từ bi của Phật Bồ Tát, thì chúng ta sẽ lãng phí cả cuộc đời. Khi chết rồi cũng không biết phải đi về đâu, sẽ trở thành cái gì. Thân người khó đặng, tôn giáo nào cũng nói như vậy. Khi chúng ta làm người, tức là chúng ta được quả vị cao nhất trên thế giới này, hiểu không? Động vật thấp hơn chúng ta, quỷ thần cũng thấp hơn chúng ta.
Khi chúng ta có thân người, có nghĩa là chúng ta đã gần thành Phật, thành Bồ Tát. Giống như chúng ta tốt nghiệp trung học, chẳng bao lâu là vào đại học. Nhưng nếu chúng ta để dụt mất cơ hội để thi đậu, thì chúng ta phải ở lại lớp và không biết sau đó có ra trường được hay không. Nhưng tình trạng ra trường không khó khăn như tình trạng làm con người. Khi đã đến quả vị con người mà không vượt qua, không làm Phật Bồ Tát, thì sau này phải bị đọa trở lại, không nhất định là có thể trở lại làm người. Trong kinh điển, Phật giáo có kể một câu chuyện là Ngài Xá Lợi Phất, vị đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, đến giúp đỡ một vị cư sĩ tại gia. Vị này muốn mời Phật đến chỗ mình để thuyết pháp, nhưng lúc đó nơi ấy chưa có tịnh xá cho Phật và người xuất gia ở, cho nên vị cư sĩ đó phát tâm mua đất để cúng dường. Vị cư sĩ này dùng vàng lót đất để cho Phật đi qua. Người bán đất lấy làm lạ, cảm động, muốn biết Phật là ai mà có thể khiến cho vị cư sĩ này coi vàng như là đá vậy. Sau này, người chủ đất bị cảm hóa, rồi thọ pháp với Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong lúc xây cất tịnh xá, Xá Lợi Phất thấy có một con kiến chạy tới chạy lui, lăng xăng ở dưới đất. Ngài nói với vị cư sĩ phát tâm này rằng, thân người thật khó đặng, như con kiến này đã làm thân con vật cả triệu kiếp rồi, đã có bảy vị Phật qua đời, cũng cùng một nơi này. Nhưng đến bây giờ nó vẫn còn làm thân con kiến. Vì không có tai nên mỗi lần Phật thuyết pháp nó cũng không nghe được. Không có cách nào liễu thoát sanh tử, cho nên không có cách nào vượt qua thân mạng con kiến. Bảy vị Phật ra đời đã thuyết pháp nơi đó. Làm thân con kiến vẫn là làm thân con kiến. Vì trời sanh nó như mù và điếc nên không thể hiểu biết đạo lý như con người. Cho nên mới nói thân người rất quý là vậy. Làm người nhờ có sự thông minh, có đầu óc, có trí huệ, có năng lực phán đoán, biết được giáo điều nào hợp lý. Vì vậy, khi hãy còn phước báo, hãy mau mau biết lợi dụng nó. Khi mất đi thân người rồi, rất có thể bị đọa vào cảnh giới của động vật, có tai mà không nghe được, có mắt mà nhìn không được gì hết. Lúc đó, nỗi đau buồn biết bao kể hết. Không nhất định khi đầu thai làm động vật là chúng ta sẽ ngu dốt khờ dại. Đó là tại sao chúng ta thường nghe nói loài vật biết khóc, như con bò lúc sắp bị giết, nó biết rên rỉ, khóc lóc. Tôi không muốn làm thầy bất cứ một ai. Tôi cũng như quý vị, chúng ta là bạn tốt với nhau. Tôi chia sẻ với mọi người những gì tốt lành mà tôi đã khám phá ra. Tôi đã choàng tỉnh sau cơn mộng dài, thì tôi cũng muốn mọi người cùng tỉnh dậy. Đừng có kinh sợ, hãy mau mau chuẩn bị. Đừng chờ thời gian đến rồi sẽ không còn kịp nữa. Vì đời đời kiếp kiếp, chúng ta có quan hệ với nhau. Vì đời đời kiếp kiếp, chúng ta làm vợ chồng, làm cha mẹ, làm bạn bè, làm tướng tá, vân vân. Có rất nhiều mối quan hệ, cho nên chúng ta cần phải nhắc nhở lẫn nhau, chỉ có vậy thôi. Không có nghĩa là tôi muốn làm thầy của quý vị hoặc có ý biểu lộ rằng tôi tài giỏi hơn quý vị, cao cường hơn quý vị, hay hơn quý vị. Thật sự, tôi không có một chút khái niệm nào như vậy cả. Không có điều gì cần phải học với tôi chỉ nói cho quý vị biết một phương cách, rồi sau này tự quý vị tiếp tục tu học, không cần phải nhờ vả vào ai. Mỗi ngày nỗ lực tu hành, sau này tự khám phá ra được đẳng cấp của mình, phát hiện được sự lợi ích ở đâu. Quý vị không thiếu tôi gì cả, không cần phải làm bất cứ chuyện gì cho tôi, cho nên tôi không thể nào thu học phí. Học với tôi không có nghĩa là làm học trò, làm đệ tử, mà chúng ta có thể làm bạn với nhau. Tại sao tôi thuyết pháp? Bởi vì có người muốn biết để tu học, họ cảm thấy có ích lợi nên mời thỉnh tôi đi quảng bá giáo lý cho những người khác nghe. Đó
là lý do tại sao ngày nay quý vị có cơ hội đến nghe tôi giảng pháp môn Quán Âm này. Bất cứ điều gì cũng đến bằng sự tự nhiên. Tôi không thích làm thầy bất cứ một ai, không giống như nhiều người tưởng tượng như vậy. Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 20 tháng 6 năm 1988. Nguyên văn tiếng Trung Hoa.